Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 26 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, Mate 30, chiếc smartphone hàng đầu của Huawei dự kiến sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm nay. Nguồn tin từ Trung Quốc cho biết Huawei sẽ sử dụng thiết lập camera kép sau cho Mate 30, trái ngược với 4 camera đã được đồn đoán từ trước tới nay. Điều này thực sự gây bất ngờ bởi những flagship hiện nay đang đua nhau về số lượng camera, trong khi Huawei lại làm điều ngược lại. Nguồn gốc của thông tin rò rỉ này là một blogger người Trung Quốc nói rằng Huawei sẽ không sử dụng ống kính zoom tiềm vọng như Huawei P30 Pro, mà Huawei và Sony sẽ hợp tác cùng nhau phát triển cảm biến IMX600 với hai kích thước là 1:1.7 inch và 1:1.5 inch, khiến nó trở thành cảm biến lớn nhất trên thị trường smartphone hiện nay, giúp thu được ánh sáng tốt hơn và chi tiết cũng được cải thiện. Nhưng không ít người thắc mắc rằng Huawei sẽ triển khai khả năng zoom chất lượng cao đã làm nên thương hiệu của hãng như thế nào chỉ với hai ống kính, và Huawei sẽ làm gì để thay thế ống kính góc rộng? Có lẽ phải một thời gian nữa chúng ta mới có lời giải. Còn về cấu hình thì Mate 30 và Mate 30 Pro sẽ sử dụng vi xử lý cao cấp nhất hiện nay của Huawei là 2 Silicon Kirin 985 xây dựng trên công nghệ Ultra UV 7 nanomet thế hệ thứ 2 của TSMC, tích hợp chip 5G đi kèm sạc nhanh 55W. Các bạn mến, dù chưa ra mắt thì tuy nhiên mới đây thông tin về chương trình mà nhà mạng Verizon chuẩn bị dành cho Galaxy Note 10 cộng 5G đã được tiết lộ. Theo đó thì leaker Event Plus đã đăng tải một bức ảnh quảng cáo bị rò rỉ của Verizon. Bức ảnh cho thấy nhà mạng Mỹ đã sẵn sàng chạy chương trình khuyến mại cho dòng Galaxy Note 10 mà Samsung chuẩn bị trình làng. Verizon sẽ tặng ngay một chiếc Galaxy Note 10 cho những khách hàng mua Galaxy Note 10 cộng 5G. Đáng chú ý là trang web của sản phẩm cũng đi kèm với hình ảnh render của Note 10 cộng 5G, qua đó xác nhận rằng nó sẽ chỉ có 3 camera mặt lưng tương tự như Note 10, thay vì được bổ sung một cảm biến TOF giống như Note 10 cộng. Hơn nữa thì theo Verizon, khách hàng sẽ nhận được Note 10 cộng 5G trước nếu mua qua nhà mạng này. Như vậy nhiều khả năng thì Verizon sẽ hợp tác với Samsung để cung cấp trước Galaxy Note 10 cho khách hàng của mình. Dự kiến thì dòng Galaxy Note 10 sẽ dùng chip Snapdragon 855 hoặc 855 Plus hoặc là Exynos 9820 tùy theo thị trường. Màn hình Note 10 sẽ được đục lỗ ở chính giữa cho camera trước, Bud S Pen cũng được nâng cấp và pin có dung lượng lớn hơn. Và Samsung sẽ chính thức trình làng series Galaxy Note 10 vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Các bạn mến, vào ngày hôm nay, ngày 26 tháng 7, thì Oppo đã chính thức giới thiệu và bán độc quyền Oppo Reno Zoom 10X phiên bản đặc biệt Barcelona tại Oppo Shop, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với số lượng giới hạn và mức giá là 24.990.000 đồng. Lấy cảm hứng từ đội bóng huyền thoại xứ Tây Ban Nha, thì Reno 10X Zoom phiên bản giới hạn của FC Barcelona được thiết kế với hai tông màu đỏ và xanh. Mặt lưng điện thoại được thiết kế chuyển màu và làm nổi bật logo của FC Barcelona. Bên trong giao diện cũng được trang bị hình nền wallpaper và các biểu tượng ứng dụng icon được Oppo thiết kế riêng cho phiên bản giới hạn này. Và âm thanh đặc trưng bên trong sân vận động Camp Nou cũng được tích hợp sẵn trên Reno 10X Zoom phiên bản FC Barcelona. Phiên bản FC Barcelona mang đầy đủ tính năng của Reno 10X Zoom, máy có khả năng zoom lai 10X, có chế độ siêu chụp đêm Ultra Night Mode 2.0, màn hình tràn viền panoramic cho thiết kế camera với cá mập giấu bên trong thân máy. Reno Zoom 10X dùng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 855, 8GB RAM, 256GB ROM cùng sạc siêu tốc và an toàn Vogue 3.0. Máy được bán ra với mức giá là 24.990.000 đồng và bắt đầu cho đặt mua trước đến ngày 31 tháng 8 và được tặng tai nghe Oppo Ofri trị giá 2.500.000 đồng và loa di động Havit M76 trị giá 1.500.000 đồng. Sau đó đến ngày 1 tháng 9, máy sẽ được giao đến tay người tiêu dùng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.